Theo Bloomberg, trong cuộc phỏng vấn qua video tại diễn đàn kinh tế mới Bloomberg ở Singapore, ông Zelensky nói, lệnh ngừng bắn đơn giản sẽ không hiệu quả. Chúng tôi cần giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình để đạt được hòa bình. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh các điều kiện để chấm dứt xung đột kéo dài từ ngày 24 tháng 2 đến nay là Ukraine giành lại bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập vào năm 2014 và khu vực Donbass ở miền đông Ukraine. Ông Zelensky lưu ý, Crimea là một phần của Ukraine cũng như là một phần chủ quyền của chúng tôi. Mặc dù vậy, ông Zelensky thừa nhận con đường giải phóng Crimea và Donbass còn rất khó khăn. Ngoài ra, ông Zelensky tái khẳng định sẽ không đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi Moscow sáp nhập thêm lãnh thổ của Ukraine. Sau khi Nga tiếp quản Crimea vào 8 năm trước, Điện Kremlin đã hỗ trợ các lực lượng ly khai ở Donbass, khiến cuộc xung đột âm ỉ kéo dài bất chấp sáng kiến hòa bình do Pháp và Đức dẫn đầu. Phe ly khai chiếm đóng phần lớn các khu vực Luhansk và Donetsk ở miền đông Ukraine. Nga gần đây còn tuyên bố sáp nhập 4 khu vực Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia của Ukraine. Đợt phản công của Ukraine kể từ mùa hè này đã đẩy lùi các lực lượng Nga ở khu vực Kharkiv phía đông bắc và khu vực Kherson phía nam. Tuy nhiên, bất chấp việc quân đội Ukraine đã tái chiếm hơn một nửa lãnh thổ bị mất vào tay Nga kể từ tháng 2 năm nay, Nga vẫn kiểm soát những vùng đất rộng lớn ở phía nam và phía đông Ukraine bên cạnh bán đảo Crimea. Hiện tại, Nga chuyển sang tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine. Chiến dịch này suýt gây ra căng thẳng lớn với NATO khi một tên lửa rơi xuống bên trong lãnh thổ Ba Lan, giết chết hai người ở ngôi làng Rivodo. Ngày 17 tháng 11, Cố vấn Chính sách Đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Jacek Kumoc cho biết Ukraine có thể tiếp cận hiện trường vụ nổ ở ngôi làng Rivodo sau khi Kiev yêu cầu. Ông Duda trước đó nói rằng việc tiếp cận hiện trường vụ nổ cần có sự đồng ý của cả hai quốc gia dẫn đầu cuộc điều tra là Ba Lan và Mỹ. Theo Warsaw, vụ nổ rất có thể do một tên lửa phòng không Ukraine đi chệch hướng gây ra, nhưng Kiev phủ nhận. Ông Kumoc tuyên bố Ba Lan có video bằng chứng liên quan đến vụ nổ.